Nếu tính cả bất động sản, tổng tài sản của Nizam đệ thất rơi vào khoảng 187 tỷ bảng Anh ngày nay. Ông đủ tiền để nuôi cả quốc gia, nhưng lại chỉ thích sống tằn tiện. Trong lịch sử Ấn Độ, có một giai đoạn khoảng 400 năm, đất nước này nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mughal. Vì mục đích hành chính, các vị vua Mughal đã tách Ấn Độ thành nhiều vùng khác nhau và chỉ định một người quản lý, những người như thế được gọi là Nawab. Trong đó, nổi bật lên là một số Nawab như Nawab của Aw, Nawab của Arcot, Nawab của Hyderabad. Nawab của Hyderabad là nhà Nizam tồn tại từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20, gia đình giàu có nhất trong tất cả các Nawab và thậm chí đôi khi còn giàu hơn cả triều đình Mughal thời bấy giờ. Bất cứ khi nào triều đình Mughal gặp khó khăn về tài chính, họ đều kêu gọi nhà Nizam của Hyderabad giúp đỡ. Nhà Nizam cũng trung thành với đế chế Mughal đến nỗi mặc dù triều đại Mughal suy tàn vào thế kỷ 18 nhưng Nizam chưa bao giờ có ý định lật đổ. Khối tài sản kếch xù của nhà Nizam đến từ mỏ kim cương Golconda, mỏ kim cương duy nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Nizam thứ 7 và cũng là vị vua cuối cùng của Hyderabad là Mir Osman Ali Karan. Người đàn ông này từng nổi tiếng là một vị vua giàu có nhưng lại có lối sống tiết kiệm kỳ lạ. Siêu giàu có đến cục chặn giấy cũng bằng siêu kim cương 185 carat. Nizam đệ thất 6 tháng 4 năm 1886 24 tháng 2 năm 1967 là quốc vương thứ 7 của tiểu quốc Hyderabad, Ấn Độ. Ông lên ngôi vào năm 1911 nổi tiếng khắp thế giới là đức vua giàu nhất mọi thời đại. Ngày nay, Hyderabad là thành phố tài chính và thương mại của Ấn Độ thuộc bang Telangana, đóng vai trò là thủ phủ của cả hai bang Telangana và Andhra Pradesh. Trước khi là một thành phố của Ấn Độ, Hyderabad từng là một tiểu quốc giàu có nằm dưới sự cai trị của nhà Nizam năm 1724 đến năm 1948. Trong đó, nổi bật nhất là Nizam đệ thất 6 tháng 4 năm 1886-24 tháng 2 năm 1967, lên ngôi vào năm 1911. Nizam đệ thất, như các thế hệ Nizam đời trước Nizam đệ thất giàu, nứt đố đổ vách. Có điều tài sản của ông nhiều đến mức nếu tính theo giá trị ngày nay, ông phải giàu gấp đôi tỷ phú Jeff Bezos, CEO của Amazon. Đương thời, lượng vàng mà ông có rơi vào khoảng 100 triệu bảng Anh, còn lượng ngọc là 400 triệu bảng Anh. Quy đổi sang tiền Anh ngày nay, chúng rơi vào tầm 50 tỷ bảng. Trong cung điện của Nizam đệ thất vàng ngọc chất thành đống. Những năm sợ binh biến, nhà vua này cho đưa vào sân sau một đoàn xe tải, lệnh quân lính mang vàng ngọc chất hết lên các thùng xe. Nhấp nhổm mãi mà thế sự vẫn bình yên, Nizam đệ thất lại ra lệnh đem vàng ngọc vào trong cung điện, bỏ mớ xe tải tự dì xét hỏng hóc. Trên bàn làm việc của Nizam đệ thất cũng đầy vàng ngọc. Ông thờ ơ với chúng đến nỗi, lấy hẳn cục kim cương 185 carat to bằng quả trứng đà điểu nhét vào trong một chiếc tất để làm cục chặn giấy. Cục kim cương dùng làm chặn giấy. Nếu tính cả bất động sản, tổng tài sản của Nizam đệ thất quốc vương Hyderabad rơi vào khoảng 187 tỷ bảng Anh, khoảng 233 tỷ đô la Mỹ theo giá trị ngày nay. 12.000 hầu cận túc trực bảo vệ, phục vụ suốt đêm ngày. Trong cung điện của Nizam đệ thất lúc nào cũng có 3.000 vệ binh trẻ khỏe tuần tra canh gác. Mỗi lần nhà vua bước ra khỏi cửa là lập tức có siêu xe Rolls Royce tiến tới, sẵn sàng đưa rước. Trong xe ghế bọc lụa vàng 100% tỏa sáng và ông có hẳn 50 chiếc xe như thế này. Người hầu của Nizam đệ thất được chia thành các nhóm, phụ trách các công việc khác nhau. Nhóm phục vụ nước uống bao gồm 28 người, chỉ phải làm một công việc là bê ly, rót nước cho nhà vua uống. Nhóm lau đèn đóm thì 38 người, quanh năm suốt tháng chỉ phủi bụi bám vào các chùm đèn. Nizam đệ thất rất thích ăn quả óc chó, nên cũng lập nguyên một đội quân ngày ngày đập vỏ, lấy hạt. Tổng cộng số quân lính và người hầu trong cung điện của Nizam đệ thất là 12.000 người. Tất cả họ chỉ phải làm đúng một nghĩa vụ phục vụ đức vua 24/7. Đời tư, Nizam đệ thất có 4 hoàng hậu, 42 phi tần. Họ sinh cho ông tất thảy 34 người con. Nhà vua nổi tiếng yêu chiều vợ, cật lực thâu đêm nên ban ngày luôn trong trạng thái lờ đờ. Hà thiện từng đồng, thà chịu lạnh còn hơn phải chi thêm tiền mua chăn mới. Mỗi năm, Nizam đệ thất cho tổ chức 4 đại tiệc chiêu đãi, mời toàn bộ vương tôn quý tộc Hyderabad tham gia. Khách dự tiệc bắt buộc phải bày tỏ tấm lòng bằng tài vật. Nhà vua đích thân đi xung quanh, nhận thành ý của mọi người. Thỉnh thoảng, Nizam đệ thất lại ra lệnh mang hết vàng ngọc ra ngoài lau rửa đánh bóng. Phải mất 3 ngày, người hầu mới làm xong. Khi ông thuê chuyên gia giám định vàng bạc đá quý từ Hà Lan, người này đã đòi phải được trả công hẳn 25.000 bảng.
Bởi vì số lượng vàng ngọc quá lớn, phải mất cả năm mới kiểm tra được hết lượt. Lượng vàng, ngọc Nizam đệ thất sở hữu tương đương 50 tỷ bảng Anh ngày nay. Với tài lực siêu khủng này, Nizam đệ thất hẳn nhiên có thể sống xa hoa tột bậc. Thế nhưng từ khi bước sang tuổi tứ tuần 40, ông bỗng tằn tiện đến kinh ngạc. Mỗi tuần, Nizam đệ thất chỉ cho phép bản thân được tiêu hết đúng một bảng Anh. Ông ăn uống siêu đạm bạc, chỉ dám hút thuốc lá loại rẻ nhất. Đồ ngự thiện chỉ là một chiếc đĩa bằng thiếc. Có lần, Nizam đệ thất sai người hầu đi chợ mua chăn mới, dặn trước không được phép trả quá 25 rupee. Vì thương buôn đòi 35 rupee cái chăn, người hầu đành tay không trở về. Ngoài ăn tằn tiện, Nizam đệ thất còn mặc rách dưới. Mặc dù có hẳn một phòng thay đồ dài nửa dặm chất đầy trang phục sang trọng các kiểu, ông quanh năm suốt tháng mặc đi mặc lại một bộ đồ. Chỉ khi tấm áo manh quần trên người đã rách bươm, nhà vua mới miễn cưỡng thay sang bộ khác. Lo trả nợ ăn chơi cho con cháu suốt đời. Khác với Nizam đệ thất chịu khắc chịu khổ, 34 người con của ông ăn chơi tới bến. Cứ mỗi lần sinh nhật vua cha, họ lại săn lùng, món ngon, vật lạ tứ phương dâng tặng, rồi lại tìm cách xin tiền. Cực chẳng đã, Nizam đệ thất phải mở một tài khoản ngân hàng mới tại ngân hàng Westminster, chi nhánh của ngân hàng Natwest London ở Ấn Độ, gửi vào hẳn 1 triệu bảng Anh, để cho các công chúa, hoàng tử rút trả nợ dần. Nhưng Nizam đệ thất chưa gửi tiền được bao lâu thì đã đến năm 1947, thực dân Anh bị buộc phải rút khỏi Ấn Độ. Suốt phần đời còn lại, ông đứng ngồi không yên, lo sợ chính quyền mới sẽ tước đi số tiền này. Ngày 24 tháng 2 năm 1967, Nizam đệ thất băng hà, Hyderabad tổ chức quốc tang. Chính phủ Ấn Độ đã không đụng gì đến 1 triệu bảng đó, nhưng các con cháu của ông thì tranh cướp nhau, sứt đầu mẻ chán. Mãi đến tận năm 2017, cuộc kiện tụng thừa kế mới đi đến hồi kết. Người thắng kiện là huynh đệ Hoàng Tôn Mapfakhan, cả hai đều đã ngoài 80 tuổi. Nếu tính cả bất động sản, tổng tài sản của Nizam đệ thất rơi vào khoảng 187 tỷ bảng Anh ngày nay. Ông đủ tiền để nuôi cả quốc gia, nhưng lại chỉ thích sống tằn tiện.